Trong đó, tôm thẻ chân trắng đạt giá trị cao nhất với hơn 302 triệu đô la Mỹ. Tiếp đến là tôm sú 86 triệu đô la Mỹ. Ước tính cả năm 2023, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản sẽ thu về trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 12% so với năm 2022. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu ổn định hơn so với các nước khác. Để gia tăng sản lượng thủy sản xuất khẩu sang quốc gia này trong thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam cần tính toán kỹ hơn bài toán về giá cả cạnh tranh, đồng thời nắm bắt tận dụng xu hướng tiêu thụ tại Nhật Bản.